Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên vừa tổ chức hội nghị lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên chủ trì hội nghị. Hội nghị đã dành nhiều thời gian nghe và cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của thành phố. Hội nghị cũng đã cho ý kiến đối với các báo cáo, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố 5 năm, giai đoạn 2021-2025, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của thành phố. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân ở từng lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị, trật tự đô thị, điện chiếu sáng đô thị, xây dựng tuyến phố văn minh, vấn đề ngập úng trên địa bàn, vấn đề nước sạch, cơ chế chính sách đối với việc xây dựng và hoạt động của các chợ xã, phường trên địa bàn. Những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện trong năm 2021. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế xã hội thành phố trong năm 2020. Năm 2021 là năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 21. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, hệ thống chính trị của thành phố, các xã, phường cần xây dựng kế hoạch, mục tiêu cụ thể, thực hiện đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án, tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai, triển khai các giải pháp thu ngân sách, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, tập trung công tác chỉnh trang đô thị, làm tốt công tác quân sự quốc phòng, đặc biệt là công tác tuyển quân, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tập huấn cho 128 đồng chí là chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường, thị trấn. Dự khai mạc có Đại tá Nguyễn Thế Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trong thời gian từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 12, các đồng chí chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường, thị trấn được giới thiệu các chuyên đề, những vấn đề cơ bản về Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng, công tác quốc phòng ở bộ ngành địa phương theo nghị định 168/2018 của Chính phủ, ký hiệu quân sự, cách viết vẽ trên sơ đồ, bản đồ, điều lệnh đội ngũ tay không, tập bắn súng ngắn K54, súng tiểu liên AK bài 1. Các nghị định số 13, số 79 của Chính phủ, các thông tư của Bộ Quốc phòng quy định hình thức, nội dung, thời gian sinh hoạt của quân nhân dự bị, công tác quản lý vũ khí trang bị ở xã, phường, thị trấn, một số nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Luật Dân quân tự vệ năm 2019, Luật An ninh quốc gia, Luật Biên giới quốc gia, chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã và một số nội dung quan trọng khác. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ bồi dưỡng năng lực quản lý, chỉ huy cũng như trang bị phương pháp công tác, điều hành, huấn luyện cho đội ngũ cán bộ chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời giúp đội ngũ chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường, thị trấn nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, tham mưu kịp thời cho cấp ủy chính quyền địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác quân sự quốc phòng ở địa phương, chủ động làm tốt mọi công tác chuẩn bị huấn luyện quân sự cho lực lượng dân quân tự vệ năm 2021 và những năm tiếp theo đạt chất lượng và hiệu quả thiết thực. Để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại hạn chế trong quản lý đất đai, góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai nói chung cũng như công tác phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích, huyện Vĩnh Tường đã tăng cường các biện pháp quản lý, xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, đến hết tháng 11, tổng số trường hợp vi phạm luật đất đai trên địa bàn huyện Vĩnh Tường giảm gần 900 trường hợp, đạt 109% so với chỉ tiêu. Các trường hợp vi phạm tồn tại toàn huyện giảm gần 480 trường hợp, vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai chỉ còn diễn ra tại 11 xã, thị trấn. Trong thời gian vừa qua thì cấp ủy Đảng chính quyền của huyện Vĩnh Tường thì luôn coi trọng tất cả những cái quyền và lợi ích của người dân. Khi mà triển khai thu hồi bồi thường công bằng thì lúc nào cũng đặt quyền và lợi ích của người dân lên trên hết. Và huyện Vĩnh Tường thì coi trọng cái công tác tuyên truyền vận động thuyết phục người dân. Đấy, và sẽ kiên quyết xử lý đối với những trường hợp mà cố tình chống đối. Thì huyện Vĩnh Tường trong thời gian vừa qua cũng đã xử lý cưỡng chế rất nhiều trường hợp mà vi phạm luật đất đai.
để tiếp tục xử lý các trường hợp vi phạm đất đai, huyện Vĩnh Tường đã gắn trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương, trực tiếp là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, phải chịu trách nhiệm về công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong việc chấp hành pháp luật về đất đai, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, nắm bắt địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm, hạn chế phát sinh các vi phạm mới, rà soát hoàn thiện quy trình, hồ sơ, thủ tục, tiến hành xử lý dứt điểm các vi phạm cũ theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng cùng xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ. Đây là nền tảng để tỉnh ta thúc đẩy những kết quả tích cực đã đạt được trong công tác bình đẳng giới và nâng cao vai trò của phụ nữ. Trong 5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã thực hiện tốt vai trò là người bạn đồng hành của chị em phụ nữ. Các cấp hội đã triển khai sâu rộng nhiều chương trình đến hội viên như tọa đàm về khởi nghiệp, các lớp tập huấn về kinh doanh trong xu thế hội nhập. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng đã phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức khóa học, đột phá doanh số bán cho các chị em phụ nữ trong toàn tỉnh. Đây là khóa học nhằm tập trung vào việc gia tăng doanh số trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, khóa học cũng đã mang đến cho các hội viên phụ nữ tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ, giúp các chủ doanh nghiệp định hướng chiến lược kinh doanh để phát triển doanh nghiệp. Trong những năm qua thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và cũng như Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp cũng có rất nhiều hình thức để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Các cấp hội cũng đã tập trung vào công tác tuyên truyền về khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, vai trò của phụ nữ với việc phát triển kinh tế, tiến hành khảo sát, nắm bắt, tập hợp, phân loại nhu cầu từng nhóm đối tượng và tổ chức được rất nhiều các cái lớp tập huấn nâng cao kiến thức năng lực cho hàng nghìn lượt cán bộ hội, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp và các cái hội viên về ý tưởng khởi nghiệp, về khởi sự kinh doanh, cùng với việc mở hàng trăm lớp dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hàng chục nghìn lượt lao động nữ, đặc biệt chú trọng hướng dẫn phụ nữ cách xây dựng ý tưởng, dự án kinh doanh để tham dự ngày phụ nữ khởi nghiệp và tìm kiếm nhà đầu tư, tổ chức các cái sự kiện kết nối các nguồn lực để hỗ trợ thực hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo. Năm 2020 là một năm đầy biến động và thách thức đối với nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ. Sức ép về cạnh tranh, cộng thêm cú sốc về kinh tế do dịch COVID-19 gây ra đã khiến cho nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Doanh thu của các doanh nghiệp trong năm 2020 bị sụt giảm mạnh, thậm chí có doanh nghiệp còn thua lỗ. Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng nhiều nữ doanh nhân cho rằng đây cũng là dịp để các doanh nghiệp tự làm mới mình, tìm ra những hướng đi mới phù hợp với nhu cầu thị trường để tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn, bởi rủi ro luôn song hành cùng cơ hội, các doanh nghiệp nhạy bén sẽ chuyển trạng thái từ đóng băng sang nắm bắt ngay những thời cơ mới để phát triển. Với cái sự ảnh hưởng của đại dịch COVID, thì đây là ảnh hưởng trên toàn cầu, trên toàn thế giới. Thì cửa hàng chúng tôi cũng như những cửa hàng khác chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và chính vì vậy mà chúng tôi lại có những phương thức bán hàng mới. Ví dụ như ngày trước ý, là không có Covid thì người dân đến mua rất là nhiều. Thì cái sự lựa chọn của mọi người có khi lại rất là khó khăn và khắt khe á. Nhưng bây giờ vì là Covid, mọi người không đến thì mọi người sẽ mua qua mạng, mua qua các kênh truyền thông cũng rất là dễ. Và hình như là mọi người bây giờ đã thấu hiểu được cả cách bán hàng rất là nghiêm túc rồi. Bán hàng qua mạng, bán hàng qua online cũng rất là nghiêm túc. Cho nên chúng tôi cảm thấy là bán hàng rất là dễ, nhưng không còn khó khăn như ngày xưa, không cần phải tư vấn quá nhiều như ngày xưa nữa. Doanh số giảm sút thì trong cái thời kỳ dịch bệnh thì mình lại phải đưa ra một cái chiến lược khác. Tức là trong thời kỳ đấy thì khai thác sang các ngành hàng mà để phục vụ, để tăng cường sức khỏe. Đấy là những chẳng hạn như là mình sẽ là các mặt hàng thiết yếu như là phích giữ nhiệt, rồi là máy xay, máy ép, nồi chiên không dầu để mình sẽ bù đắp lại cái phần mà doanh số của những cái mặt hàng khác mà đang bị dừng nghỉ. Xét ở một góc độ nào đó, các doanh nghiệp do nữ giới làm chủ vẫn luôn chịu nhiều thiệt thòi. Tuy nhiên, nếu được sự chia sẻ từ gia đình, sự tôn trọng và nhìn nhận đúng mức về vai trò hay những đóng góp của doanh nghiệp đối với cộng đồng xã hội, cũng như được sự ghi nhận, khích lệ từ các cấp, các ngành sẽ luôn là nguồn động viên tinh thần to lớn để đem lại giá trị hữu ích, giúp doanh nghiệp, doanh nhân nữ mạnh mẽ, vững vàng và tự tin trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Hiện nay, phương pháp thụ tinh nhân tạo nhằm cải tạo đàn bò từ giống thuần Việt sang lai tạo với các giống bò ngoại chất lượng cao được áp dụng trên địa bàn tỉnh đã mang lại hiệu quả rõ rệt,
hầu hết những con bê lai ra đời đều phát triển khỏe mạnh, không chỉ khắc phục triệt để được tình trạng suy thoái đàn bò do cận huyết mà còn góp phần tăng tầm vóc, thể trạng và sức sản xuất của đàn bò. Những năm gần đây, nhiều nông hộ trên địa bàn tỉnh đã lựa chọn việc phối giống cho đàn bò mẹ thuần chủng lai tạo với các giống bò ngoại chất lượng cao bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo do các dẫn tinh viên dày dặn kinh nghiệm thực hiện. Năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã nhập ngoại hơn 42.000 liều tinh bò, trong đó trên 29.500 liều tinh bò thịt gồm giống Batman, BBB và 13.550 liều tinh bò sữa giống HF hay còn gọi là giống bò Hà Lan, tạo ra đàn bò thịt có năng suất chất lượng cao. Giống bò sữa HF có khả năng sản xuất sữa tốt. Cái kết quả triển khai sau 5 năm ấy, thì đến nay thì đối với đàn bò thịt thì trên địa bàn tỉnh giữ ổn định đàn bò thịt hơn 100.000 con. Chất lượng đàn bê sinh ra thì đối với cái tinh bò Brahman thì duy trì tạo ra cái đàn bò cái lai để sử dụng làm bò cái nền và bò thịt thương phẩm có chất lượng tốt. Và ngoài ra thì song song với nó thì các cái giống bò thịt cao sản như là Red Auger, Dogmaster và đặc biệt giống bò 3B thì đã được lai tạo và tạo ra cái đàn bò thịt thương phẩm có cái chất lượng rất là cao. Đến nay, đàn bò thịt của tỉnh đạt trên 90% là bò lai xin, lai Batman. Khối lượng trưởng thành đạt 300-400 kg một con. Quy mô và năng suất của đàn bò sữa ngày càng tăng. Vĩnh Tường là huyện có đàn bò lớn nhất toàn tỉnh, nhờ áp dụng có hiệu quả tinh nhập ngoại và cải tạo đàn bò, đã từng bước nâng cao chất lượng đàn bò của địa phương. Đối với đàn bò thịt, thì tỷ lệ phối giống là đạt trên 80%, còn đối với bò sữa thì đạt từ tỷ lệ thụ thai là trên 50%. Đàn bê sinh ra thì đối với cái chất lượng dự án này thì chủ yếu là nhập tinh bò ngoại cho nên là chất lượng bê sinh ra rất là tốt, B3B cũng như là bê sữa. Sau khi mà những cái con mà bê sữa cái sinh ra thì đã được các hộ chăn nuôi giữ lại làm giống và có kết quả cho cái sản lượng sữa ổn định và nâng cao thu nhập cho hộ chăn nuôi. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang tiếp tục nghiên cứu, khảo nghiệm, đưa các giống bò mới có năng suất cao vào sản xuất, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ kỹ thuật về thụ tinh nhân tạo cho đàn bò, từng bước góp phần đưa ngành chăn nuôi nói chung, chăn nuôi bò thịt, bò sữa nói riêng của tỉnh ngày càng phát triển, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch COVID-19 trên thế giới liên tục tăng cao, tại Việt Nam vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây lan trong cộng đồng nếu không áp dụng triệt để các biện pháp phòng dịch. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên tại các nơi công cộng trên địa bàn tỉnh, nhiều người dân vẫn có tâm lý chủ quan, thờ ơ với công tác phòng chống dịch COVID-19. Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại chợ thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch. Mặc dù lượng người mua bán tại đây rất đông đúc, tuy nhiên, cũng chỉ có một số người chấp hành việc đeo khẩu trang nơi công cộng theo đúng quy định công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Bản thân em thì luôn luôn lúc nào cũng có một khẩu trang trong cốp xe, đi đâu em cũng đeo. Không hẳn là ở ra ngoài chợ nơi đông đúc mà bản thân ví dụ đi ra ngoài đường, thứ nhất là vừa tránh bụi bẩn và vừa tránh nắng, phòng bệnh cho mình luôn. Chợ là nơi giao thương buôn bán, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh. Nhưng với tâm lý chủ quan, nhiều tiểu thương và người dân đến chợ vẫn không thực hiện việc đeo khẩu trang. Thậm chí có người mang theo khẩu trang nhưng cũng không đeo, hoặc có đeo cũng chỉ để khi có lực lượng kiểm tra nhắc nhở. Khẩu trang cất ở đâu nhỉ? Vừa tháo ra đấy. Đây. Chị vẫn đeo bình thường nhưng vừa đây mới tháo, ở đây chị đeo vào. Cô vừa tháo cái nó khó chịu, tháo mà vẫn băng khẩu suốt rồi mà. Cô vẫn băng khẩu suốt đây. Kia khẩu trang lúc nào em có sẵn đây nhưng mà vì là vừa mới đi về, em vừa đi giao hàng về thế nào em mới bỏ ra cho thoải mái tí rồi em lại đeo. Vâng. Để nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Ban Quản lý chợ thị trấn Lập Thạch vẫn thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở người dân đeo khẩu trang và chấp hành các quy định phòng dịch. Tuy nhiên, ý thức phòng chống dịch bệnh của các tiểu thương và người dân khi đến chợ vẫn chưa cao.
thực tế là đơn vị cũng đã triển khai đồng bộ những cái biện pháp để phòng chống. Tuy nhiên cũng có là một số người là đến chợ mua bán hàng, thậm chí cũng một số hộ kinh doanh là cũng tỏ ra chủ quan lơ là. Là cái việc, ví dụ như cái việc thực hiện đó là cái mang khẩu trang khi ở trong chợ là cũng có nhiều người là chưa thực hiện tốt. Tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam vẫn đang được kiểm soát tốt, tuy nhiên vẫn có nguy cơ bùng phát trở lại trong mùa đông nếu không tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch. Để tiếp tục duy trì vững chắc thành quả phòng chống dịch và bảo vệ sức khỏe của nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm công điện số 1699 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng chống dịch COVID-19, thực hiện yêu cầu 5K trong phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Trước hết là việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Y tế tuyến cơ sở là nơi gần người dân và có vai trò quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Việc đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho y tế tuyến huyện đang là giải pháp được ngành y tế thực hiện, tạo điều kiện nâng cao năng lực chuyên môn và giúp người dân tiếp cận, sử dụng các dịch vụ tốt nhất ngay tại địa phương. Phòng khám vệ tinh chuyên ngành sản phụ khoa và nhi thuộc Trung tâm Y tế huyện Sông Lô luôn có lượng người dân đến khám và điều trị tăng cao. Người dân đến khám đều được các y bác sĩ tận tình hướng dẫn, thông tin về sức khỏe, chỉ dẫn cách điều trị đối với từng bệnh lý. Chị Nguyễn Thị Hồng, xã Quang Yên cho biết, từ khi Trung tâm Y tế huyện đưa vào hoạt động phòng khám, chị đã nhiều lần đưa con xuống khám. Gia đình không còn phải di chuyển xa mỗi khi có nhu cầu khám chữa bệnh. Những lần trước ấy, mình cho con đi xuống nhi rất là xa, vất vả. Về đây là rất là tận tiện. Thứ nhất là thuận tiện cho là đi lại cũng dễ dàng hơn, nó gần hơn. Và cái thứ hai nữa là được bác sĩ quan tâm và chăm sóc đến bệnh nhân rất là tốt. Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao cho nhân dân trong huyện, Trung tâm Y tế huyện Sông Lô đã liên kết với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, chuyển giao các gói kỹ thuật trong chẩn đoán, điều trị thuộc các chuyên ngành ngoại chấn thương, sản phụ khoa, nhi sơ sinh, tai mũi họng, nội soi, chẩn đoán tiêu hóa. Các bác sĩ bệnh viện tuyến trên vừa chuyển giao kỹ thuật, vừa hướng dẫn cầm tay chỉ việc, nên đã nâng cao tay nghề cho y bác sĩ tuyến huyện, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Thương hiệu rất là tốt cho bệnh viện để trong quá trình thu dung bệnh nhân và điều trị cho bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân nặng thì ở trên khoa cũng như ở dịch vụ khám thì mình sẽ được tiếp cận ngay những cái bác sĩ ở trình độ chuyên môn cao và sẵn sàng hội chẩn những ca nặng. Và trong khoa sau khi 3 tuần triển khai thì hầu như là tỷ lệ chuyển tuyến những bệnh nhân nặng đã giảm hơn rất là nhiều và bệnh nhân cũng đã yên tâm điều trị ở tại khoa nhi của bệnh viện Sông Lô. Từ năm 2019, Trung tâm Y tế huyện Sông Lô đã được chuyển giao 26 gói kỹ thuật đưa vào quá trình điều trị, khám chữa bệnh tại chỗ. Ngoài ra, trung tâm còn đồng bộ hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại như phẫu thuật, gây mê hồi sức, phòng mổ, máy nội soi vào hoạt động, sẵn sàng cung ứng các dịch vụ y tế đến người dân. Đến nay, trung tâm đã thực hiện được hơn 3.500 kỹ thuật chuyên môn theo phân tuyến, đạt trên 78%. Hàng ngày thì cái lượng bệnh nhân để tin tưởng với chúng tôi, những người đã đến với chúng tôi và tin tưởng chúng tôi để quay lại soi, quay lại kiểm tra, thậm chí là người ta đi kiểm tra các nơi nhưng về người ta cũng đã có so sánh thì về cái chất lượng chuyên môn cũng như là cung ứng về cái nhu cầu cho người bệnh là cũng tương đối tốt. Tích cực liên kết đào tạo, chuyển giao các kỹ thuật mới giữa y tế tuyến tỉnh và cơ sở đã và đang đem đến những hiệu quả thiết thực khi cán bộ y tế được nâng cao chuyên môn, tiếp cận máy móc hiện đại. Đồng thời, đây cũng là điều kiện để người dân được sử dụng các dịch vụ y tế theo nhu cầu, không còn phải di chuyển xa, giảm chi phí và giảm tải cho y tế tuyến tỉnh, góp phần hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Phúc, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 15 tháng 12 sẽ xảy ra đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay với nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ, vùng núi 8 đến 11 độ. Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các sở, ngành, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố. Thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, diễn biến không khí lạnh để các cơ quan, đơn vị, nhân dân biết chủ động phòng chống, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, nhất là người già, trẻ nhỏ, học sinh
và triển khai các biện pháp để giảm thiểu mức độ thiệt hại về sản xuất, chú trọng đàn đại gia súc và các cơ sở chăn nuôi tập trung. Tổ chức thống kê thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, thủy sản do ảnh hưởng của giá rét để kịp thời hỗ trợ theo Nghị định số 02/2017 của Chính phủ. Căn cứ tình hình thời tiết cụ thể tại địa phương, chủ động cho học sinh nghỉ học. Tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để tổng hợp. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.